Đúng rồi, đúng rồi. Không giết được, thoải mái. Chạy 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 chạy. Chạy. Rồi bắn. Chạy. Lên mình như bà già thôi. Nó hít mình cái nữa thì mình bắt đầu vô máu. Đấy, rồi chạy. Đấy, bắn nó. Quá đơn giản. Hello, chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thêm Ginting Game. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi game là MU ha. Thì game này mình chơi cách đây khá là lâu rồi. Game này ra như năm 2003 thì. Đó, thì bây giờ mình mới quay lại chơi. Thì giờ nó đến season 17 rồi. Ngày xưa chơi thì chả biết đến season nào. Rồi thì đây là bản chính chủ Webzen ha. Thì ngày xưa mình nhớ là có một đợt mình thử chơi nhưng mà nó không có cho Việt Nam chơi trận IP. Bây giờ hình như là chơi được rồi. Bây giờ mình sẽ chơi thử. Mình chơi cái server nó đông quá thì không được. Server này vắng này. Server này gần như cũng vắng luôn. Cũng được. Vắng lắm. Nó không biết ping nó có cao không nhỉ? Cái server nó có C. C thì server này cũng được. Cỡ cỡ như cái server này. Này. Cái server này có vẻ ổn nhất. Chứ mình thử vào đây đi. Chứ bên này nó cũng vắng quá. Này thì đông quá này. Đông. Ba cái đầu đông. Ok. Chơi thử vào server này đi ha. Arcadia. Rồi. Dạ, đúng không? May quá, đúng không? Rồi, thì mới đầu vào nó sẽ cho mình chọn nhân vật gì đây? Ba nhân vật. Mình chơi thì mình thường chơi Dark Knight rồi đó. À, mấy cái này như là không tạo được. Biết là phải mua thẻ hay là có yêu cầu gì về nhân vật bao nhiêu cấp. Mấy nhân vật có sẵn bao nhiêu cấp thì mới chơi được hay không? Rồi, mình cứ thử chơi... chữ F đi ha. Ok, chữ F đi. Trước thì mình hay chơi đấy. Rồi. Sẽ là thêm ghi ha. Có khoảng trắng được không ta? Không được. Được thì đừng có cho đánh. Game. Ok. Rồi. À, mình đi chắc chả vào ai có rồi đấy. Rồi, vào luôn thôi. Lâu quá không chơi, biết nó có gì hay hơn không. Event month of the new season. Đầu tiên là cái gì? À, gì đây? If gì đây? If request after checking. Rồi không. Đây có bán đồ linh tinh này. Đầu tiên chắc là gọi y như là đúng rồi, y là ví. Đây bắt đầu nó cho mình cái gì đây, cái này hình như là pentagram bóng phẳng trắng như để lượm đồ nhanh, đúng rồi vẫn vậy. Cái này là cái pentagram là hệ chà, cái tiếng to quá. Tới sức game. Ủa? Tích tinh đâu? Đây đây. Không phải. Tết con nhà ba tinh đâu? Đây đây. Option. Vừa thôi. Ổn quá ổn. Rồi. Gì? Cái này là nạm ngọc này. Vậy. Cái này là cái gì thuộc tính ạ? Đẹp này. Cái này như kiểu tân thủ, đồ cho tân thủ, thằng nào vào mới cũng có cái này hết. Còn gì nữa? Đây, cấp.
Thì bạn nào chưa biết về MU này thì MU này là một trong những game online đầu tiên ha, giống như Võ Lâm Truyền Kỳ vậy đó. Một trong những game online đầu tiên rồi, đầu tiên ở đây thì mới vào mình sẽ được một NPC búp búp này hình như đến level trăm mấy hay là sao đó, nó sẽ không được nữa. Rồi thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ đầu tiên là đi săn nhẹ. À đây nó có cái bảng quản lý nhiệm vụ này, ngày xưa hình như không để ý đến nhiệm vụ luôn. Rồi bấm go now xem nào. À hay quá, có nó tự động dẫn đường luôn. Ủa bắn mấy con này điên à. Nhẹ 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 thì được có một con trời. Ai vậy mà đi đến khu vực có nhẹ là sao? Đến bây giờ mới bắn được đủ 10 con. Đây này. Đấy gì, mình có đi đâu hết á. Ủa, lên nhiệm vụ này mình thích cái tiếng mình lên nhiệm vụ của game này. Từ này như con này như cung tên, số lượng cung, ok có số lượng cung. Mấy rồi, 8 con. Này, nhẽ là đây nhiều. Vãi cả auto, auto đi. Còn kia con nhẽ quái đâu. Được chưa? Rồi, bấm đây xem. À. Tự động. Được. À, hình như bấm tab nè. Cái bản đồ này. Nãy ở cái khu vực này, nhẹ đây đúng không? Vậy thì mình đi làm nhiệm vụ bên đây đi. Mà trước đó mua ít cung nữa. Cần tới đi luôn. Cung đâu? Cung. Cung. Trời. Nó đủ tiền đâu? Đất vãi cả trường. Đi vậy. Ở đây. Trời ơi. Mình tưởng đâu bên này 1.000. 72 đồng. Cũng không đủ luôn. Không đủ luôn. Trả nhiệm vụ đây đã nè. Nói chung mình chơi MMO cũng chỉ chơi vui thôi ha, cũng không có đại quốc gì, không có chủ yếu chơi nó vì nhân vật, nhìn đồ nhìn đẹp. Để mình cài thử lại chơi xem như thế nào, sau bao nhiêu năm thì nó thay đổi ra sao. Có phím tắt để lại ấy trời. À back home key. À ok. Hay. Mình thích cái đó. Nhưng mà khoan mình chỉnh cho nó đừng đừng về chỗ cũ. Đó. Đi đến đâu rồi nó tự cắn lên đấy. Hay hơn. Đi quay về chỗ cũ thì ví dụ mình đứng trên bãi thì nó sẽ tiện. Còn đây mình đứng. Đi thì mình lên nên cho nó không quay về tiện hơn. Chỗ nhiều nhện nãy đâu ta, nhìn chỗ này nhé. Đây 6 con rồi, 7 con rồi, 8 con rồi. Nghèo cái gì về lụm hết. Level up base character. À, advanced character. Này nó có hiện kiểu tooltip. Nói chung là nó thay đổi nhiều về giao diện đấy. Khác nhiều so với ngày xưa. Nó sẽ đi kiếm nhện khó vậy.
Valorantia chắc nhiều nhện hơn quá quái nào. À, được rồi, được rồi, được rồi. Ủa, sao lại vẫn NPC bên đây? Ủa, nãy mình nhận nhiệm vụ bên kia mà. Mình tào lao rồi. Lại đi nhận tiếp. Ủa, các anh ở đây đồ đẹp quá. Một số người chơi game này thì vào cứ thích xin đồ hả? Mình không thích. Thực ra đồ với mình cũng không có gì là vui. Thích đi lượm cảm giác đánh hay rớt đồ. Ép lên nó sẽ hay hơn. Đi xin 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 xin. Thường những người xin đồ chơi thời gian là chán à. Còn như mình không xin chơi thời gian cũng chán rồi. Nhưng mà khi mình chán đó thì chẳng biết nữa, nhưng mà thấy cũng không nên xịt đồ. Nói chung người ta cho mình đồ thì cũng vui đấy. Cảm giác nó quá rồi. Nhẹ bên kia kìa, bắn nó đi. Đùa à? Cái con ép này á, thì nó có cái là nó đồ vũ khí của nó chủ yếu tập trung vào agri thôi nên dễ chơi, chơi khỏe hơn. Đây nhện quá trời nè, đủ luôn rồi. Không biết làm này đến bao giờ đây ta. À rồi, ok. Nhiệm vụ mới rồi. Kiếm NPC để nói chuyện. Ok, xong. Tiếp. Bấm C. Rồi, nói chuyện. Tiếp. Y Y ok, làm nhiệm vụ này có tiền à, kiếm đủ mấy quả táo hay sao này. 5 quả táo không đủ luôn, táo nãy mình lượm ấy. Rồi giết con gì đấy. Chance Scorpion với hận lại luôn, làm hai cái luôn. Rồi Chance Scorpion trước. Cái Automu này bọn web gen cũng làm lời nữa, ta để nó nhỏ nhỏ ngắn ngắn sao đi, để nó nguyên một cái đường đen ở giữa màn hình chán thật sự. Chắc mà nói về hút máu, nói về hút máu game thì chắc là thằng web gen này chắc là số 1 thì không ai số 2 đâu. Nó hút máu thằng MU này chắc mấy mươi năm, vậy mà số lượng người chơi tâm huyết với game này nhiều lắm nha. Tại sao vậy? Mình thì tâm huyết thôi, mà tâm huyết là mình vài năm chơi ạc mấy lần cũng khá là tâm huyết. Có con gì kia, thỏ 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 thỏ, bán được cái gì nhỉ? Nhiệm vụ đã bán đây đi, nhiều ghê, đi nơi qua nhà, qua nhà, cô đến đông nhỉ.
bán 30 con à? Thôi thôi thôi, lên đây xử lý con thỏ đó. Đâu rồi? Quẹo 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 đây 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 đây. Thỏ ơi, nó bán bao giờ mới chết được đây? Bắn con này không biết ra được cái gì ta? Và hết tên không? Chỗ đây nó không báo mũi tên ở đâu hết nhỉ? Ủa, đây có cái nút để switch giao diện này, kiểu này symbol hay kiểu classic này. Ủa, vậy là 9.000 chứ. Cùng gần hết. Thôi 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 thôi. Ôi, đi qua đây bắn nốt đám này đi rồi về mua thêm cung tên. Ba mươi con Beetle Mon này. Chỗ này nó có thể treo đây này. Tốc độ ra quá như thế này. Chưa được. Xuống đây chút thôi. À, thử coi nào. Nhiều khi nó cho mình đến cái spot nào mà nó quái nó ra liên tục. Chà, nó đúng cái chỗ này mình đứng rồi. Tiếp đi. Nữa, ấy con Moon Rabbit kia nữa. Ta không có đủ công tên để bắn mày đâu. Ơ à. Bốn đứa rồi. Hết tên là vui lắm. Lũ Scorpion. Lũ Goblin. Gì đấy? You have link bằng F Q L R Pickle thì là level rồi, level mấy rồi? Level 7. Cậu hết đặc ghi chứ. Đang to. Mười chín. Rabbit lát nó về mua tên sự. Này như mình làm cái sáng ấy, cái bản đồ lên không? Chết đi. Chết đi. Spider. Chuyện như có spider đây. Sự luôn. Đi ra. Nói chung không biết sao game mới ra bây giờ theo phong cách kiểu như này cũng nhiều Linh A này nọ thứ, nhưng mà chơi nó cảm giác em u nha. U có gì đó chơi nó hay. Nó lại đi xa mất cái spot rồi. À, giết này đó. Ô, chơi vẫn thấy hay. Thôi đừng có đánh cái con thỏ đó. Đi vòng vòng đây. Cố
cố lên, còn 4 cơ nữa thôi. Thỏ đang chuẩn miễn 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 nhiễm với đam thuộc tính hay gì trời, bắn nó mít không, chỉ bắn chúng đam thường. Fireball rồi, ok, về nói chuyện với NPC trả nhiệm vụ. Ok. Learn skill. Crossbow cộng 3. Cho mình crossbow cộng 3 này, sao summon. Mình có nghe cái tiếng đó. Tinh, tinh, tinh. Hân. Rồi, vào đây tham quan đồ đạc xíu. Em sắm được cái gì chưa nào? Này không phải đồ cho mình. Đồ quay cả dịch cả dịch. Nhất phải là bán nha. Bán đi. Không phải cho mình luôn. Cung. Cung là cung 5. Cung 5 y chang. Cần strength, cần aki. Đam hơi bị to đấy nha. Này cũng trả được. Energy, ok. Poison chung cần đâu. Cung hay nỏ ta? Cung với nỏ khác gì nhau? Thằng này đang gì đây? Cung luôn. Thôi mình cung đi. Ủa cái gì? Cái này cộng 3 là cái gì? À, crossbow cộng 3 là cái gì? Rồi. Bán cung là bên đây. Mình sẽ coi cái cung này. 13. 28. 13. Là sao nhỉ? Thiếu. Cái này ấy là crossbow và cần ít xe mà nhiều ạc ghi. Còn cái này là cần nhiều xe ít ạc ghi. Đúng rồi. Ở đâu? Dần dần lên đây nó cũng đưa về ạc ghi hết à. Còn đây là lấy gì? One hand attack war cleaver. Cái này mình nhớ hình như là để đeo vào rồi. Tên không bị giảm hay sao? Đồ mặc thì sao? Ôi chà, sao mặc được? Mình nghĩ là mình sẽ lượm cái cung của bắp này đi. 1.000 mấy à? Mua chưa? Ấy, đừng, 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 đừng có mua hai cái cung nha. Tiền đã không có rồi, thiếu 14 strength. Ý, có quá không? Thiếu 4 nữa. Rồi, đủ. Đây vào đây. Ủa? Đây được nè. Rồi, sau đó bán cái này đi. Bán này đi luôn. Rồi, sau đó qua kia. À, học cái này thì tốn 15 energy. Energy 15. Học luôn đi rồi. Thôi từ summon cái con quỷ nó ra có làm cái gì đâu. Cái đó để summon đấy đó. Mình sẽ mua thêm. Mà sẽ bấm mua không nó kêu gì hết ta. Nhớ người sẽ bấm mua là nó kêu á. Hai hàng luôn đi. Quá gì đâu. Rồi. Giờ là Spider Hunt. Chà, chờ chút nữa có chuyện gì xảy ra. Xanh nhẹ. Nãy biết được con nào chưa ta?
đang tăng rồi đó. Thì kiểu delay sao ta, mình sẽ kiểm tra ping nhỉ, kiểm tra ping sao để biết giết. Tiếp giết nó nhẹ nữa nè. Đấy rồi, rồi trả nhiệm vụ. Tiếp tục. Đây là 25 cơ. Rồi 25 mới lần ra được một con nhện. Nhất đi được chưa? Chưa được level 10 nữa. Vãi thật, một level nữa là qua bên kia đi. Gần đủ rồi. Còn nữa là đi này. Ok. Ừ, qua đây luôn đi. Man Monster in Slavia. Attack 80, Novia. Attack 68. Novia, Man Monster. Stone Golem. Stone Golem là ở đâu? Thử đi xa xa ra đây xem. Đồng vàng mà bắn nổi không? Chết rồi trời. Thôi. Vãi cả con đồng vàng. Một ít máu đi. Đồng vàng chết tiệt. Đồng 82 và 80. Ê, bán đồ. Mua cái gì vậy? Trời ơi, mua vậy đúng không nhờ? Rồi, rồi, rồi. Rồi, rồi. Nhận búp. Ôi da. Ôi da, chưa được. Đi theo đường mòn. Thử ra săn lại con rồng quái quỷ. Đi tiếp bây giờ. Đây rồi. Và lũ này bắn ra được nhiều kinh nghiệm này, 100. 10 con được gần 9. Đúng rồi, bằng bó với con săn đám nhẹ rồi mua kia rồi. Để cho khỏe người. Săn được 10 con nhện về trả được nhiệm vụ đi công. Chưa tối ưu lắm đâu. Kinh nghiệm cỡ đó, 1.9. Cố cày lên 55. Heo link off luôn. Đây. Rên rỉ cái gì, chờ đấy. Chị đến chị xử hết.
véo cái gì. Đây hư hà này, hư hà này, quất vào máu. Mưa đồ nào cho con này nó mặc được hết trơn trời. Toàn đồ điên điên. Đây có con Vito. Nào phải lượm táo nữa. À. Chợ rất pin led bên treo vậy coi. Vào 11 à? Lâu ạ. Cây element. Cái gậy vũ khí của con này. Thường là ép mà đi theo đường bốc ấy, thì sẽ dùng cây đó, cây đó với cái khiên, đứt chỉ để bốc thôi. Cầm đấy cua cho nhanh hay sao đó. Hello. Giờ mà gặp con thỏ thì cũng được. Gì đây? Toàn lụm được cái đồ của ai nhỉ trời. Greater damage như là cũng là một skill mà. Gì đây? Attack 3. Thử cái này. Wow. Vãi thật. Quỷ rồng vàng ở đâu đây? Đây, Moon Rabbit này. Không cho mày chạy nữa. 68, về nhanh hơn rồi. Thử bắn một con xem được. Con này nó cho được 1000. À, SP cũng ngon. Rồi nhỉ. Summon Orb này. Greater Dam. Ủa, thứ 77 điểm lắm. 37 điểm. Ấy, nửa máu rồi. Cố lên, sắp xong. Trời. Quả trứng cái gì á.
Trứng hay cái gì đấy, để coi cái nào. Nhìn nó nằm trong đây. Đúng rồi nè. Right click. Ok. Space không đủ. Thôi rồi. Lát về đi tính. Kìa. Còn moon nữa kìa. Biết đi. Trứng thì đập ra thì ta. Làm chưa? Lại được cái gì kìa? Ta cần tìm con rồng. Quỷ rồng đấy đâu rồi? 12. Con bắn phát 200 rồi. Bây giờ bắn 60 con này mới được level nữa. Điên à. Cái loại này là cái loại MU nâng reset này như thế. Nó bắn vài con lên level chứ tình hình này thì đủ đông vậy. Ngon nha. Kinh. Bang là qua phía bên đây đi. Cái gì đây? Sách Bible. Tưởng cái rồi. Đây, một đám. Goblin kia rồi. Không phải, cái gì mà Stone. Giant Stone. A stone golem. Thường thôi. Stone golem hình như kinh nghiệm bằng con kia. Đúng rồi, cũng vậy. Gì đây? On sale. Chỉ còn con người đá để trời.
Đây, để hai ba con chứ. Ủa, à. Này như của ai luôn á, đâu phải của mình đâu. Thì tỉnh luôn mới dịch. Mười ba này. Chưa đến 25 chưa đến bao giờ trời. Ủa đây có Blin đông nè. À, không để ý nãy giờ con mình đã được cái pentagram là earth, đất 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 mình có đất the earth, có phải về bán đồ có cái xì cà rầu hồi thành không vậy, làm không bấm nút kia là cũng được thôi, bắn còn lâu chết thì được. Cool siêu kìa. Nó phải về quá. Thích bớt đồ đi. Táo. Cái gì vậy? Vứt đi. Táo mới biết tiếp. Mình nhớ cái sở cool siêu này nó... Đúng rồi. Úi chà. Này nó mới giảm lại. Đúng rồi, chỉ có... có hai thôi à, ba ba sáu mình có bốn rồi nhưng nó giảm rồng vàng tiếp nó đứng up bắn nốt con này rồi về lại nào bán đồ nào. Giàu 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 một bán hai bán ba bán bốn bán năm bán sáu bán tắt bán tay bán nón bán à Howling Off bán Greater Dam bán Summon cũng bán luôn Howling cũng bán luôn cần có gì heo với linh. À, xem có đồ gì nào. Mặc được set này ông ta. Ủa, set 3 món. Tay chân nữa nè. Mấy sợi chen thôi. Đồ cơ bản mà. Rồi, mua bộ này đi. Đồ. À, cái áo hình như là cần gì nhất. Tắm. Thiếu một mặc thiếu gì đủ rồi đẹp chứ bộ còn gì không ta à từ 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 heo linh không này mấy cái mà búp greater than là không này summon không ha đắp này summon không sau chờ không ba ly ủa còn summon không vậy à hình như là học skill là màu vàng hay sao không có lâu ủa cũng ngon hơn rồi nè 93 nè cùng này đi. Cung này cho bán đi cho con này vô được chưa đẹp gái hơn rồi đấy à, giờ sẽ đi tìm con và cái trả thù xem cái anh trai này bán gì nữa ai ơ 10 ballet ngon đấy mà em không có tuyển. Ủa chạy sao ta
Wow, hình như là dày cộng cộng 5 trở lên. Nhớ là vậy. Giết đi. Kêu, 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 kêu. Cộng 5 trở lên. Chạy được. Con rồng vàng ơi, nãy tao nhớ mày ở đâu đây mà. Ở gần thì kêu lên một tiếng cho tao biết nào. Gần thì kêu lên một tiếng nào. Lại đi đến cuối này luôn. Hết và hết đường. Không có rồi. Thế bị ai săn mất rồi vậy? Rộng ở đây chút. Giết. Rồng vàng rồi. Trốn ở đâu vậy bạn rồng vàng rồi? Không có. Đi xa đấy. Lên nhiêu rồi? 14. Không phải đây. Từ từ, từ từ. Tiếng gì? Quá xa cái chỗ. Đây nó cũng có goblin vàng nữa đây. Bắn đám này đi. Chỗ này đông lắm à. Chuyên cũng được ấy. Nghĩ là mình sẽ Valorant kiếm ngọc. Ừ, đi qua bên này chút đã. Lại Moon Rabbit A. Để thử kiểm tra này xem. Được cái gì? Quái đâu? Thôi thôi thôi. Bỏ được 10.000 gen. À, tiền lên 200.000. Được ạ. Ê, đồng vàng. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Đánh mình không lọc máu. Thôi chạy 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 đã. Tiếp đi. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vẫn giết được, thoải mái. Chạy 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 chạy. Rồi bắn. Chạy. Lên mình như bà già thôi. Nó hít mình cái nữa thì mình cũng bắt đầu bơm máu. Đấy, rồi chạy. Đấy, bắn nó. Quá đơn giản.
Được không? Ra cái gì đây? Vui ạ, à? Vui ạ. À? Ra cái gì đây? Dạ vâng. Nó còn thua đi bán con thỏ nữa. Phải cần đâu. Phải cần đi xem rồng. Mua cả giết con thỏ. Bản thân cái game này nó cứ lắc lắc sao đó. Cái này mà chơi mà lắc nữa thì thôi thua. Thôi chắc qua Laurencia đi. Đi, đi, con kêu. Kêu như mình cuốn con. Ê, da, con cuốn rabbit. Lỡ xử nó đi. Con này còn trả tốn bình máu nào. Có nhiều hơn. Ngon hơn quỷ rồng. Quỷ rồng trả ra cái thích sự. Nhiều khi ra đồ chưa chắc đã mặc được. Bắn lúc nửa máu à. Giờ thấy môn này cứ xanh thôi. À, con này cũng biết chạy gấp nhờ. Không veo mày. Quỷ. Con này như chủ yếu lấy đam mà từ cái skill ba mũi tên ạ. Một bạn Moon Rabbit ra đi cho xin quả trứng rồi. Rồi qua Laurencia kiếm ngọc, bấm mờ để mở Moon Viarit IMV Wing 2 này nọ này nọ. Ta biết một đây là mấy Aclon nhìn tên giống giống nhau là biết rồi. Ồ, này không bán, không có gì đâu. Mua bình máu đi. Quỷ thợ rèn á. Không phải luôn. Ủa bán ở chỗ nào ta? Hình như ở bên chỗ. Ở đây. Cái này là cái gì đây ta? Cái đồ của ai đây? À Rolensa. À, này là nhân vật mới. Nhân vật mới. Đây có không? Đắc Nai Dual Master. Ủa cho nhau vậy gì mà mây miết thì tùm lum mà trời. Ủa kìa, nghĩ kìa, nghĩ gì kìa. Quá sợ. Ủa mấy cái chỗ bán skill của mình đâu? Thì không có đâu. Cái Moria mình đi. Moria nó có mấy chỗ hay chứ mấy. Đây lại check cái nữa này. Đây một này, bên kia một rồi. Là hết này. Bên đây là đi đi bộ hay đi gì này. Bên này máy trao ép đồ này. Quỷ này là cái gì á, đâu phải bán đồ đâu. Là xếp gì đó. Hết rồi. Thằng này làm nhiệm vụ gì mà
thăng cấp gì đó thôi. Rồi bà ơi, qua đây bé đi. Lắc dữ rồi. Em lắc màn thì làm cái gì nè. Rồi vô đây không có gì nè. Đây là chỗ bán gì? Khiên khiết kìa. Có. Đây 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 đây. Chỗ này bán khiên. Weapon. Weapon. À, cung xịn nha. Trời ơi, đúng rồi là cái đem được cái cung đấy. Rồi đâu nữa, mình nhớ ở góc góc bên này còn có một chỗ bán sách vở, tập tài liệu gì đây. Đây. Cũng ọt luôn. Yên gì đẹp thế. Rune mây. Này mới rất yếu quá em. Quỷ ép này chơi ít, ít đồ quá ta. Ý, hình như trên này còn gì mà. À, có gì hết, có gì hết. Bên này còn chỗ bán gì mà chắc không có rồi. Bồn rề rợi là ngày mấy em xa tôi. Này giống bên Loren rồi. Biết ngay, biết ngay. Qua đa đi hết. Thôi 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 thôi. Đừng có đi lung tung à. Ta viết hai đi. Chúng ta quay trở ra. Chỗ này là có thể thử thách được. Đánh có nổi không? À được 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 được. Ngon 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 ngon. Bắn được, bắn được, bắn được, bắn được, không đến nỗi nào. Hai máu thôi mà. 210. U 207. Kinh nghiệm 207, được. Mà hơn bên kia. Mà thấy băng quá. Có cái gì kháng băng này, luyện đây mới được. Thôi, bỏ. Đi xuống đây. Con này như là con mạnh. Nhật ti đấy con mạnh. Ồ, anh đa vỏ luôn. Thôi, về lại đây đi. Mười lăm. Nè, con này. Ý. Mạnh vậy trưởng là chém mình bao nhiêu máu đấy. Mi ui hai chín nó ui thôi 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 ngang với con ngang với con rồng luôn. Mạnh vãi. Tiếp kim over tiên tiếp thằng ba. Oh yeah. Toàn cái con nó vậy. Oh mình đang ở vùng xa, mình tưởng đâu mình về đến gần gần nhà rồi chứ. Thông cảm. Đây này. Mình sẽ cách chơi con này được. Ơi, không phải, hết bút. Trời ơi, bảo sao tự nhiên cả máu cả đam nó giảm. Hết thời gian bút. Tăng mức cho sự ít bạn ơi. Xem có nhiệm vụ gì mới không.
Biết ra vào. Đấy, tắt ngay. U 209 ngân lành vậy. Chỗ bãi trên quen thuộc là chỗ nào nhỉ? Ở đây không? Ôi, đây có phải là trên huyền thoại. Tại trên huyền thoại là giờ này cứ treo cho đến khi 25 thôi. Này lát edit nó lại tô quá. Không muốn biết nó phải chơi được bao nhiêu phút rồi. Quá giờ rồi. Một lần chơi chơi tiếng rưỡi. Để ra chơi nhiều. Lâu lâu mà đi trải nghiệm lại thôi. Một tiếng 8 phút. 8 phút rồi. Cái heo linh boy chắc phải lập mà. À, mình sẽ xuất tinh thêm chữ boy hát hiệu xây cái gâu đến các câu này cũng hay này. Đam 19 người đám đứa ba ngon nhỉ. Mình sẽ chờ đợi mình sẽ qua từ thông tin còn nó mới ở đây. Ô chết. Không nghe gọi điện. Ba mươi ba coi này mạnh lên vì có vũ khí mới, đồ mới. Ủa sẽ lớn lên 300 ta. 200 mấy. Mười sáu rồi, lên 20 nổi.
Ôi nhiều quá, bao nhiêu mấy con đó. Xem có mua được đồ gì rồi nào. Để coi tổng cộng điểm là 33. Dạ. Riêng này thì 37 đi. Vãi thật đấy. Ôi, đâu mà 37. 40 mấy luôn. Sao đủ mặc bộ đồ này. 40 mấy mới đủ đội đồ. Nhiệm lên chậm quá. Đây có cái gì hay ho. Cung 28, 28, 31, rồi 40 mới được đem. Vậy thôi với làm anh. Này 13, này 11. Thôi. Làm ăn quá gì với cái này. Trời ơi. Lại. Vậy thôi chứ cái này bắt buộc là phải treo rồi. Chả cách nào đấy. Gì có dungeon nữa nè. Đang ba lần nữa. Cái lần này không là vì ác thì hợp lý úp cái nữa một lát nữa lại hết hết quấy này nó đi qua đến tay mạnh chưa. Như cung cộng skill. Mà có nè. Ôi. Cái gì ta cần cho một. Sai. Trời ơi. Sao cu mạnh như thế này mà không biết đường. Nữa thôi. Đỡ cái lùng nó đi. Ồ đâu có lùng nó lại không có skill. Tí nữa thì bị lửa. À, con cưỡi cái này đâu nhỉ. Mua được cái con này. Sáng màu xanh ghê hiệu ứng nổ ghê why wizard giờ thì cần mua mana. Cái trời kia à, có skill rồi không biết. Golden crossbow. Sau này mấy cái kia nó tốn nhiều thế ta. Trang này yêu cầu 30.
38. Ủa, sao đây rồi? Nghiên cứu xem coi bán bớt mày này đi, đồ tan tình mà không biết sau video này còn chơi cái con game này nữa, không biết cái mình này ngồi chắc như quỷ cung tại sao. Ủa, crossbow này, golden crossbow đây có đâu, ở đây golden crossbow cấp 3 cái gì 40. Đủ mua luôn ạ. À. Đúng là muốn luôn ạ. À. Đủ. Rồi ok, 31 vào đây. 31. Wow. Hết hồn, mua luôn đi. À, 12 nữa. 12 là rơi vào 78 hay sao? À 76. Thiếu 1 nữa. Rồi còn lại đưa hết vào đây. Thôi. Ôi chá. Vừa rồi mua cái nó bán luôn. Què đó. Ôi chá. Lại bán tiếp rồi. Rồi. 30 sao bằng này được. Bán đi nha. Crossbow là phải mua cái khác. Mua cái cung tên khác. Mua cái tên này cho nó. Đây. Cái thằng này đó. Đã may lát lại đổi. Rồi à, để coi cái này. Thử luôn đúng không? Qua đa VS 2 đi. Đa VS 3 luôn đi. 2. Thử cái nào. 1 này. Skill. Bắn đi. Đam thì được rồi đấy. Chưa đủ để chơi với nó. Cái gì? Điểm kinh nghiệm 272 hả? Không không? À, có khi nào nó... Có khi nào nó chặn, nó không cho... Đấy ông ta, không đánh vượt cấp ta. Đánh con củi bắp thế này rồi. Chứ nó là mỗi này rõ ràng là warm man monster info yeti warm củi bắp này là nghĩ còn nhiều hơn nữa. Đến 300 rồi ta. Thế là mình đánh đánh một hồi đúng không? Đi nó một đam 154. Ok, thôi mình nghĩ là chắc mình sẽ... Mới biết cái bộ này luôn. Mình phải như bấm là xoay được luôn. Bắt đầu kích đàn. Không có đâu. Được rồi. Ra, nghĩ mình sẽ end video này đây đi. Thì
Nhưng cũng lâu ngày chơi lại thì cũng vui đó. Em xui nha, không biết mình có không, nhưng mà bạn nào ấy muốn chơi MU mà kiểu như chiêu chiêu một tí, chơi từ từ xong rồi có thời gian để lựa đồ, suy tính up đồ điểm như nào, tính toán trong từng điểm một, từng cái point một đấy, rồi chọn cái trend các thứ như nào, nên chơi MU web gen ha. Chứ còn chơi những MU mà nó mở ở Việt Nam bây giờ thì thứ nhất là chưa biết nó có tồn tại lâu hay không. Web gen tất nhiên là mãi mãi rồi. À không, mãi mãi thì không đúng, ý là nó sẽ tồn tại lâu ha. Số lượng người chơi thì rất là lớn rồi. Đồng thời nữa là cái này thì ví dụ trao đổi này nọ đồ đạc các thứ là nó sẽ minh bạch, giá cả thì nó cũng sẽ cân bằng, nó sẽ ổn hơn cái thằng bên ngoài, bên ngoài cũng là lậu, ví dụ bị kiện cáo cái gì nó có thể đóng server mất, đồ mất đạc của mình luôn đấy. Thì cơ bản là game u này như vậy. Rồi thì nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share, subscribe giúp mình. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.